Xin chào các bạn đã quay trở lại với series Tourbillon từ lý thuyết tới thực tế của gia bảo Luxury. Phần 2 ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một mẫu đồng hồ rất là đặc biệt, và đó chính là chiếc đồng hồ Louis Nathan Freak Tourbillon như trên tay tôi đây. Đây như các bạn có thấy. Và Tourbillon thì nếu như các bạn hiểu một cách đơn giản là một bộ thoát được đặt trong cái lồng xoay liên tục, thì bộ thoát của Louis Nathan cũng theo cái cơ chế đó. Tuy nhiên chỉ khác một điều là các cái bộ thoát bình thường của những chiếc tourbillon thì thường đặt trên kim dây, thì bộ thoát của Louis Nathan này thì lại đặt trên kim phút. Và đây có thể coi là một chiếc tourbillon đặc biệt, khá là đặc biệt. Đây, những bạn đang thấy đây chính là chiếc Louis Nathan tourbillon. Tên của cái chiếc này nó là Freak Tourbillon. Đây, như bạn đã thấy đây. Nếu như nhìn qua thì các bạn cũng thấy đây là một chiếc đồng hồ khá là đặc biệt, đúng không ạ? Và ít gặp ở trên những cái chiếc đồng hồ khác. Và tôi nói thật là rất hiếm gặp ở trên những cái mặt số đồng hồ bình thường. Đây, các bạn thấy đây. Ánh sáng phản chiếu lên cái đồng hồ rất là đẹp. Cái điểm đặc biệt đầu tiên ấy thì chính cái mặt số rất là lạ với những chi tiết máy, các bạn có để ý không ạ? Này, thì chính là cái điểm nhấn để hiển thị giờ phút của chiếc đồng hồ này. Chắc hẳn là cũng nhiều người sẽ có một cái thắc mắc là chiếc đồng hồ này sẽ xem giờ như thế nào. Vâng, như các bạn đang thấy đây chính là mặt số của đồng hồ. Và tôi sẽ chỉ cho các bạn cái cách xem giờ chiếc đồng hồ này, cũng khá là đơn giản thôi. Đây, như bạn đang thấy, một cái kim lớn nhất ở đầu tourbillon với bộ tourbillon ở ngay đầu, đây chính là kim phút của chiếc đồng hồ này. Và đây, một cái mũi tên đầu mũi tên, đây chính là hiển thị giờ. Và đây, như cái đồng hồ như giờ của chiếc đồng hồ này đang hiển thị đó chính là 3 giờ. Đó, 3 giờ. Và khoảng tầm 1-2 phút gì đó. Có một cái điều đặc biệt ấy, đó chính là cái kim phút của chiếc đồng hồ này, đó chính là cái bộ thoát của đồng hồ. Cái bộ thoát đặc biệt thì có cái sở hữu hai bánh xe gai thay vì một như những chiếc đồng hồ thông thường. Hai cái bánh xe gai của Louis Nathan đây, nó nằm ở hai vị trí này, đây và đây. Đây. Hai cái bánh xe gai này thì được làm từ silicon, một chất liệu được cho là chất liệu tương lai của cái ngành công nghiệp chế tác đồng hồ. Mà lại nói qua về silicon một chút, thì silicon thì nó có các cái đặc điểm rất là nổi trội, như là chống ăn mòn tốt, có thể tạo hình với độ chính xác rất là cao và không cần sử dụng những cái chất bôi trơn. Louis Nathan chính là một trong những cái thương hiệu tiên phong trong việc sử dụng silicon trong cỗ máy đồng hồ, và như chiếc đồng hồ này là một ví dụ điển hình. Và bây giờ tôi cũng sẽ giải thích một cái thắc mắc mà có một số bạn cũng đã hỏi tôi khi nhìn thấy chiếc Freak Tourbillon này. Đó là tại sao chiếc Louis Nathan Freak này lại là một chiếc đồng hồ tourbillon đúng nghĩa. Vâng, nếu để giải thích cái câu hỏi này thì chúng ta xét qua về một chút về cái đặc tính kỹ thuật. Đó là ở những mẫu tourbillon thông thường thì bộ thoát sẽ quay với cái tốc độ là 1 phút trên một vòng. Đây, như các bạn đang thấy, thường thì bộ tourbillon nó sẽ có một cái kim, và cái kim đó nó như là kim dây của đồng hồ, thay thế cho kim dây của đồng hồ. Tuy nhiên là ở chiếc Freak Tourbillon này thì cái bộ thoát quay với cái tốc độ 1 giờ trên một vòng, tức là kim phút này đây. Đó, chính là kim phút đây. Đặc biệt thứ hai cũng rất là dễ nhìn, đó chính là chiếc đồng hồ này thì không có cái núm chỉnh giờ. Đây, như các bạn có thấy đây, hoàn toàn không có núm chỉnh giờ nào cả. Vậy làm nào để chỉnh giờ cho chiếc đồng hồ này? Đây, như đây tôi sẽ chỉnh giờ cho các bạn thấy. Đầu tiên
khi muốn chỉnh giờ chúng ta sẽ gạt cái lẫy, ở trên gần vành bezel của chiếc đồng hồ. Đó, đây như tôi. Đây. Và bắt đầu chúng ta chỉnh giờ bằng cách xoay vành bezel của chiếc đồng hồ này. Đó, các bạn đã nhìn thấy chưa? Đấy. Đây các bạn đang thấy tôi đang chỉnh giờ chiếc đồng hồ này đây. Đó. Rồi chúng ta đóng lại. Đây là 4 giờ gần 15 phút. Và tiếp đến là chúng ta sẽ đi đến mặt sau của chiếc đồng hồ này. Đây. Và ở cái mặt sau thì cũng là một cái cơ chế tương tự, nhưng thay vì chỉnh giờ bằng núm thì chúng ta lại xoay vành bezel để lên dây cót. Đây như các bạn thấy, đây chính là một cót của chiếc đồng hồ này. Và chúng ta lên dây cót thì chúng ta sẽ vặn cái đáy này. Vặn. Đây như các bạn thấy, cót đã đang đầy, cót đang rất đầy, căng hết cót rồi. Và cót của cái chiếc đồng hồ này thì như các bạn thấy cũng rất là lớn, và nó cho chúng ta thời lượng đến 7 ngày cót. Và đây thì, sau đây thì tôi sẽ thử lên trên tay của mình chiếc đồng hồ này. Đây cổ tay của tôi là 16,7, các bạn đang thấy chưa đến 17, nó khá là to đúng không ạ? Theo tôi thì những người có cổ tay thì khoảng tầm 17,5 đeo chiếc đồng hồ rất đẹp, tay càng nó sẽ không bị trồi ra quá. Như tay tôi là nó hơi bị nhỏ hơn so với chiếc đồng hồ này một chút. Và khác với những cái chiếc đồng hồ Breguet Tourbillon với cái dáng vẻ lịch lãm cổ điển, thì Ulysse Jardin Tourbillon Freak này thì theo tôi thấy nó khá giống như những cái cỗ máy nó không thuộc về hiện tại, nó đến từ tương lai vậy. Cũng giống như cái tên của nó thôi, Freak, là một quái vật. Cảm giác của tôi khi đeo cái đồng hồ này thì các bạn thấy đây, khá cắt, bụi bặm và nghịch ngợm kiểu như vậy. Khi tôi cảm thấy như đúng là đeo một cái chiếc một con quái vật trên tay vậy. Đây, lớp vỏ sần sùi gai góc, kim phút thì như là xương sống của nó vậy, rất là khi xương sống mình cây thông ấy. Đây các bạn thấy nhọn, các bánh răng thì gai góc. Vâng, và đây chính là chiếc Ulysse Jardin Freak Tourbillon. Các bạn cảm thấy như thế nào về chiếc đồng hồ này? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách like, share, subscribe và comment ở bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn.